Xin chào tất cả mọi người. Tẩy giun cho chó như thế nào? Lịch tẩy giun cho chó như thế nào? Dùng cái loại thuốc tẩy giun gì? Và có lưu ý gì khi mà tẩy giun cho chó? Tất cả các giống chó nói chung. Thì hôm nay mình chia sẻ với mọi người cái video về cái cách tẩy giun cho chó ở trại Rottweiler Gervie nhà mình. Đây là Siro, xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên ấy, là cái lịch tẩy giun cho chó thì con chó 2 tháng chúng ta tính từ khi mà con chó chúng ta mua về đi. Là chúng ta sau 1 tuần con chó nó quen nhà, chúng ta nên tẩy giun cho nó ở lần đầu tiên. Sau đó thì 3 tháng chúng ta lại tẩy giun sán cho nó 1 lần. 4 tháng 1 lần, 5 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần. Tức là cách 1 tháng chúng ta sẽ tẩy giun cho con chó của chúng ta 1 lần. Với con chó con giai đoạn dưới 6 tháng. Và từ 6 tháng trở lên thì 3 tháng chúng ta sẽ tẩy giun cho chó của chúng ta 1 lần. Tức là gì? 6 tháng này thì sẽ là 1 lần nữa là tẩy vào 9 tháng. 1 lần nữa tẩy giun vào 12 tháng. Rồi từ 12 tháng trở đi thì 1 năm chúng ta sẽ tẩy giun cho con chó của chúng ta 2 lần. Tức là đấy, từ trên 12 tháng thì 1 năm chúng ta sẽ tẩy giun cho con chó, tẩy giun sán 2 lần cách nhau 6 tháng. Còn ở cái giai đoạn cái con chó nó còn nhỏ từ lúc chúng ta mua về mà nó 2 tháng thì 2 tháng nó quen nhà, trong sau 1 tuần mua về nó quen nhà chúng ta nên tẩy giun cho nó 1 lần. Thì 2 tháng 1 lần, 3 tháng 1 lần, 4 tháng 1 lần, 5 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần, đó, 9 tháng 1 lần và 12 tháng 1 lần. Như vậy trong cái năm đầu tiên thì chúng ta sẽ tẩy giun cho con chó tổng cộng là 7 lần. Đó là bình thường thì chúng ta sẽ tẩy giun cho con chó như vậy. Ok. Sau 12 tháng thì chúng ta sẽ tẩy giun cho nó định kỳ 1 năm 2 lần. Kết hợp 1 lần chúng ta sẽ tiêm phòng cho nó hàng năm, tiêm dại với lại tiêm vẩy bệnh, một mũi dại, một mũi vẩy bệnh. Đó. Và với cái trường hợp mà cái con chó con nó non hơn, dành cho các bạn mà nuôi cái con chó đẻ, chó ta hay là chó tây hay là chó gì cũng như vậy, thì chúng ta sẽ tẩy giun cho chúng nó là khoảng tầm con chó nó khoảng 20 ngày đến 25 ngày tuổi là chúng ta sẽ tẩy giun cho nó lần đầu tiên. Và đến khi con chó sau đấy khoảng tầm 20 ngày từ cái lần tẩy giun đầu tiên, từ 20 đến 25 ngày sau lần tẩy giun đầu tiên thì chúng ta sẽ tẩy giun cho nó lần thứ hai. Thì đó, với cái con chó con ở cái giai đoạn dưới 2 tháng thì nó tẩy giun nó dày hơn một chút, cứ coi như là 20 ngày cách nhau 20 ngày là đã tẩy một lần rồi. Một lần mà 20 ngày thì một lần là 40 ngày tuổi. Và một lần là 25 ngày tuổi thì nó một lần là 45 ngày tuổi. Đó. Thì mọi người sẽ hiểu là khi chúng ta mua cái con, với những người mua chó con về nuôi thì chúng ta sẽ thấy là như thế, là khi mà chúng ta mua con chó con về nuôi nó hơn 2 tháng thì từ cái lúc mà cái người nuôi cái con chó con trước đấy người ta tẩy giun thì ở khoảng 40 đến 45 ngày, thì đến khi chúng ta bắt về thì nó hơn 2 tháng một chút, cộng với khoảng 1 tuần con chó nó quen nhà, quen môi trường thì chúng ta sẽ tẩy giun cho nó thì nó cũng vừa khớp luôn cách cái lần trước khoảng tầm 20 ngày 1 tháng gì đó. Thành ra đó là cái mà khi mà chúng ta mua chó về thì sau khi chờ con chó nó quen nhà khoảng 1 tuần sau chúng ta nên tẩy giun sán cho nó. Ok, xong cái lịch tẩy giun. Còn cái nội dung thứ hai là dùng cái loại thuốc tẩy giun nào, dùng cách nào để tẩy giun. Thì cái này thì nó có rất là nhiều cái cách khác nhau. Có người dùng cách dân gian, có người dùng thuốc tẩy giun cho chó đặc biệt dành riêng cho chó. Và có những người thì cái dùng cái thuốc tẩy giun chung cho thú y, ở trong thú y, trâu, bò, lợn, gà, các thứ. Ok, thì cái đấy là tùy vào cái điều kiện của chúng ta. Tùy điều kiện của chúng ta mà chúng ta sẽ tẩy cho nó. Nhưng mà nó có một cái là lưu ý, là khuyên mọi người là nên dùng những cái sản phẩm tẩy giun mà chuyên dùng cho chó. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái con chó và con mèo nó là hai cái con mà nó khác một chút so với lại những cái con vật nuôi khác. Cái về cái cơ thể của nó, tất cả mọi thứ nó có cái sự khác biệt. Cho nên là mọi người sẽ thấy là các cái thuốc dành cho chó và mèo nó có rất nhiều cái loại thuốc riêng. Chứ nó các cái loại dùng chung cho thú y nó dùng cho nhiều loại đó. Nhưng mà riêng chó mèo thì nó có rất nhiều những cái mà nó phải dùng riêng. Thì bởi vì nó có những cái khác biệt, thành ra là mọi người nên là chọn những cái mà dành riêng cho chó mèo để mọi người dùng.
Còn mọi người dùng loại nào cũng được. Còn bình thường ấy, cái thuốc các cái bài thuốc dân gian thì mỗi người một kiểu, thì cái đấy thì mình cũng không có bàn. Nhưng mà với các cái sản phẩm mà thuốc tẩy giun sán mà có sẵn và chuyên dùng dành cho chó thì nó cũng đã có rất nhiều loại với nhiều cái mức giá và cái mức chất lượng khác nhau. Như cá nhân mình thì từ trước đến giờ là cái trại của mình là mình dùng hầu như mình dùng một loại thôi. Cái thuốc tẩy giun mình dùng cái thuốc tẩy giun của Đức, giá của nó tính ra cái chi phí của nó khoảng tầm 30.000 cho 10 cân chó đó. Giả sử như Siro này, một lần tẩy giun của Siro là 40 và nhân với 3 là 120.000 một lần tẩy giun đó. Thì với những cái con chó nhỏ hơn thì nó sẽ tốn ít tiền hơn nếu mà người nuôi có giống chó nhỏ đó. Nhưng mà cái tẩy giun nó là như vậy, với con chó con cũng vậy. Thì cái số tiền đấy thì nó cũng không phải là cái số tiền to gì cả với lại rất nhiều người, nhưng mà với rất nhiều người thì nó cũng là một cái khoản nó cũng lớn. Thì mọi người chúng ta cân nhắc tùy vào cái điều kiện của mình, chúng ta chọn cái loại nào cho phù hợp. Chỉ có một cái điều lưu ý là trong cái giai đoạn mà cái con chó mà nó còn đang non, với những người mà nuôi có con chó đẻ thì cái giai đoạn cho con chó non dưới 2 tháng ấy thì nên dùng các loại chuyên dùng cho chó con, cho chó non, chó sơ sinh. Bởi vì là nếu mà chúng ta dùng cái loại mà con chó trên 2 tháng bình thường mà chúng ta vẫn dùng ấy thì có thể nó sẽ, con chó nó có thể bị say thuốc. Đó. Cũng thỉnh thoảng sẽ gặp cái trường hợp con chó nó bị say thuốc nếu mà chúng ta dùng cái thuốc cho con chó trên 2 tháng mà chúng ta dùng cho con chó non sơ sinh dưới 2 tháng. Còn bình thường mà khi mà chúng ta nuôi chó bình thường thì chúng ta cứ mua một cái loại là chúng ta dùng chung rồi cho con chó từ nhỏ. Khi chúng ta bắt về nó đã 2 tháng hơn rồi. Thì từ nhỏ đấy là đến khi mà trưởng thành là dùng một loại thôi. Ok. Về cái dùng cái loại thuốc giun nào thì là tùy nha mọi người nha. Có thể là có những cái loại thuốc giun là tính ra trên 10 cân chó nó chỉ mất khoảng 5.000 đồng thôi. Có cái loại mà mình đang dùng thì trên 10 cân chó nó mất khoảng 30.000. Còn có những cái loại nó đắt tiền hơn nữa thì trên 10 cân chó nó có thể nó mất 100.000. Đó. Nó có thượng vàng hạ cám rất nhiều loại để mà chúng ta lựa chọn. Ok, xong hai vấn đề. Cái nội dung thứ ba là những cái lưu ý mà về cái việc tẩy giun cho chó, tẩy giun sán cho chó thì những cái lưu ý của nó là gì? Một là cái lịch tẩy giun nó không phải áp dụng chung cho tất cả các cái con chó, mà mỗi một cái con chó ở tùy cái điều kiện nuôi của chúng ta sẽ phải có một cái sự linh động. Giả sử nếu mà một cái con chó mà nó ở cái khu vực mà nó cái vệ sinh nó rất là bẩn, nó rất nhiều ruồi muỗi, thì cái lịch tẩy giun của chúng ta phải dày hơn. Tức là cái ruồi muỗi thì nó mang theo cái trứng giun, thành ra là cái những cái con chó nó ở cái khu vực mà nhiều ruồi muỗi, cái lượng giun mà nó nhiễm vào nó sẽ nhiều hơn nhiều so với những cái con chó ở cái khu vực không có ruồi muỗi đó. Mọi người tưởng tượng như vậy, thành ra là với những con chó mà nó ở cái khu vực mà nhiều ruồi muỗi thì cái lịch tẩy giun của chúng ta sẽ phải dày lên. Giả sử như là những cái con kia mà nó một tháng nó tẩy giun một lần thì con chó của chúng ta có thể 20-25 ngày chúng ta phải tẩy giun một lần rồi. Đó. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta ở cái chỗ mà nó rất là sạch sẽ thì chúng ta có thể kéo dài cái quãng tẩy giun ra một chút. Có thể không phải 30 ngày mà chúng ta 35 ngày, 40 ngày chúng ta mới tẩy giun cho con chó của chúng ta một lần trong giai đoạn chó từ 2 đến 6 tháng. Thì đấy là một cái lưu ý. Cái lưu ý thứ hai là chúng ta dựa vào căn cứ vào cái gì để mà chúng ta biết được con chó của chúng ta cần tẩy giun. Thì chúng ta dựa vào cái sức khỏe của con chó, chúng ta dựa vào cái bộ lông của con chó nó có bóng hay không. Cái con chó đặc điểm con chó mà nó có giun ấy thì nó ăn vào. Con chó nó nhiều nhiễm giun sán ở trong người nhiều, nó thì con chó nó ăn vào ấy, nhưng mà nó lại không hấp thụ được nhiều như là cái con chó không nhiễm giun sán hoặc nhiễm giun sán ít. Thì cái bộ lông của con chó mà nhiều giun sán nó không bao giờ nó bóng được. Lúc nào nó cũng sẽ khô lông và nó sơ, chứ nó không có bóng. Đó. Hoặc là cái con chó nó ăn nhiều nhưng mà nó rất là gầy, thì chúng ta cũng sẽ phải đặt một cái dấu chấm hỏi về cái vấn đề giun sán của nó. Hoặc là cái biểu hiện rõ ràng ra là khi con chó nhiễm giun sán, mà mình đã có một cái video về cái vấn đề cái ghèn mắt, cái rỉ mắt của con chó nó nhiều, thì đó là cái biểu hiện của con chó đang có nhiều giun sán ở trong người. Nhiễm giun sán trong người là cái mắt của nó nhiều ghèn mắt, rỉ mắt. Và cái phân của nó, cái cuối phân là nó có
hơi nhầy. Thì gặp cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ phải tẩy giun cho giun sán cho con chó luôn, chứ chúng ta không cần phải chờ đến lịch. Giả sử với một con chó trưởng thành, có thể là 6 tháng chúng ta sẽ tẩy một lần theo lịch đúng không? Nhưng chúng ta mới sổ giun cho con chó mới khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng trước, nhưng đến ở cái thời điểm hiện tại là chúng ta đã thấy là mắt nó có nhiều gèn kết hợp với lại cuối phân của nó có nhầy, thì nghĩa là gì? Con chó nó đã nhiễm nhiều giun sán ở trong người rồi, chúng ta sẽ phải tẩy giun cho nó, chứ chúng ta không chờ đến sau mấy tháng sau chúng ta mới tẩy giun cho nó tiếp. Bởi vì con chó chúng ta tẩy giun kia là lịch định kỳ và lịch chung, tức là ở một cái cỡ chúng ta hiểu là đấy nó là một cái mật độ trung bình, một cái lịch chung cho cái trường hợp bình thường. Còn nó rơi vào cái trường hợp, một cái trường hợp đặc biệt nào đấy mà con chó của chúng ta nó ở cái môi trường nó nhiễm giun nhiều, thì chúng ta phải tăng dày cái lịch tẩy giun lên, cái quãng thời gian tẩy giun nó sẽ ngắn đi. Với con chó trưởng thành thì nó ok rồi. Khi mà trong cái trường hợp mà con chó đến đợt tẩy giun nhưng mắt của nó vẫn không có nhiều gèn, phân của nó vẫn không có nhiều nhầy, nó không có cái nhầy ở cuối phân, tức là con chó nó không có nhiều giun lắm, nhưng đến đợt tẩy giun định kỳ 6 tháng của nó thì chúng ta vẫn nên tẩy. Nhưng cái trong cái trường hợp ngược lại đây, bởi vì tẩy giun thì chúng ta là phòng, chúng ta diệt, nhưng mà đồng thời đấy là một cách để chúng ta phòng, nếu nó có một ít chúng ta cũng sẽ tẩy đi để cho nó sạch đó. Còn nhưng trong cái trường hợp là nó chưa đến ngày mà cái con chó nó đã có các cái biểu hiện của là con chó có giun, như là lông sơ, người gầy, ăn nhiều nhưng gầy, mắt nhiều ghen rỉ mắt và cuối phân có nhầy, thì trong những trường hợp đấy là chúng ta biết chắc chắn là nó nhiễm giun rồi, thì chúng ta sẽ tẩy giun cho nó đó. Thì cái trường hợp là mắt của con chó nó nhiều ghen và kết hợp với lại cái phân có nhầy thì là chắc chắn là cái con chó nó nhiễm giun sán. Nhưng mà cái trường hợp mà cái con chó lông nó sơ, người nó gầy, thì nó không chỉ có thể là nguyên nhân do giun sán đâu, nó có thể có nhiều nguyên nhân khác. Con chó ở trong người nó đang có bệnh ở trong người, cái tiêu hóa của nó kém, nó cũng có thể ra lông sơ và người gầy. Cái đường ruột của con chó nó hấp thụ kém, nó cũng có thể ra lông sơ và người gầy, dù con chó nó ăn khỏe mọi người nhá. Nhưng mà đấy là khi mà chúng ta thấy các biểu hiện đấy, chúng ta cũng sẽ phải đặt vấn đề về cái vấn đề tẩy giun xem, và chúng ta xem lại xem là con chó của chúng ta bao lâu rồi chúng ta không tẩy giun sán, và chúng ta để ý ở những cái đặc điểm khác. Thuốc tẩy giun nhìn chung là cái thuốc tẩy giun mà người ta làm chuyên để tẩy giun cho chó, thì một cái viên của nó sẽ dùng cho 5 đến 10 cân chó đó. Thường thường chung tất cả các loại thuốc tẩy giun như thế, mọi người nhớ là dùng đúng cái liều lượng. Chúng ta có thể dùng tăng lên một chút, giả sử như là con chó của chúng ta nó 15 cân thì chúng ta có thể dùng 2 viên. Con chó của chúng ta nó 25 cân chúng ta có thể dùng 2 viên, hoặc kể cả là 23, 24 cân chúng ta dùng 3 viên, tức là chúng ta dùng nhích lên cái tầm bên trên của cái liều tẩy giun. Bởi vì thực ra cái viên thuốc tẩy giun này thì cái độ an toàn của nó rất là cao. Cái liều mà để gây ra tác dụng phụ với này kia của nó thì nó gấp, hình như là nó phải gấp 5 lần cái liều dùng thì nó mới gây ra những cái tác dụng phụ này. Thành ra là nó cao lên một chút nó cũng không có ảnh hưởng gì. Đó, và cái trường hợp thứ hai nữa là một số cái con chó non mà nó dùng cái thuốc tẩy giun, mà chúng ta dùng một số loại thuốc tẩy giun có thể là giá nó rẻ, hoặc là có thể là nó không đúng cho cái độ tuổi của con chó. Như mình nói lúc đầu ấy, là cái con chó non, con chó sơ sinh chúng ta nên dùng cái thuốc tẩy giun dành riêng cho các con chó sơ sinh. Thì nếu mà các bạn mà dùng cái thuốc tẩy giun dành cho con chó lớn mà con chó dùng cho con chó con nó có thể nó bị say thuốc ấy, thì nó cũng không phải là cái nguy hiểm gì lắm. Là mọi người có thể để riêng cho con chó ra để cho nó nằm yên một chỗ để cho nó hồi. Tất nhiên là cái đấy thì nó không phải là cái gì tốt cả, nhưng mà ảnh hưởng sức khỏe thì nó cũng, mình cũng nghe nhiều người là cũng gặp cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng sức khỏe, sau đấy rồi nó cũng hồi phục lại thôi. Thì đó là cái chia sẻ để mọi người gặp cái tình huống như thế thì mọi người cũng không phải là quá lo lắng. Còn chúng ta nên dùng là chúng ta sẽ nên dùng đúng cái độ tuổi để tránh các cái phản ứng phụ. Một cái lưu ý quan trọng ở trong cái giai đoạn các con chó từ 2 đến 6 tháng tẩy giun cho chúng nó là thường là khi mà chúng ta tẩy giun cho con chó là chúng ta sẽ nhìn thấy luôn là con chó nó sẽ vệ sinh, nó sẽ ra có giun lẫn ở trong phân. Đó. Ở cái giai đoạn sau đấy thì cái đường ruột của con chó nó dài hơn rồi thì có thể chúng ta sẽ không thấy có con giun nữa mà nó bị tiêu luôn ở trong ruột rồi nó ra phân.
cái việc mà khi mà chúng ta tẩy giun thì chúng ta cũng nên theo dõi cái phân của con chó xem là nó có ra giun hay không ở trong cái đoạn có con chó từ 2 đến 6 tháng thôi. Còn sau đấy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu. Bởi vì là sau đấy là cái đường ruột của con chó nó dài rồi. Cái đường ruột nó dài, con chó nó to, cái đường ruột nó dài thì cái con giun nó không kịp ra, nó bị tiêu hủy ở trong cái đường ruột hay là như thế nào đấy thì mình không biết. Nhưng mà với con chó trưởng thành thì tẩy nó sẽ không thấy nó ra giun. Còn với con chó con thì tẩy giun cái là nó sẽ ra giun ngay. Mà ở những cái giai đoạn đầu ấy thì con chó con nó liếm láp nhiều, và quan trọng nhất là cái đường ruột của con chó con nó rất là mỏng. Giun nó rất là dễ phát triển, tức là cái đường ruột của con chó con là nó mỏng, thành ra là giun nó rất là dễ phát triển. Thành ra là gần như chúng ta có thể hiểu là nó nhiễm cái trứng giun nào là cái con giun đấy là nó sẽ phát triển ở trong cái bụng của con chó ngay. Thành ra là cái giai đoạn cái con chó 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng là có thể lần nào chúng ta tẩy giun chúng ta cũng thấy rất là nhiều giun. Về cái mẹo dân gian để mà tẩy giun thì ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều mẹo dân gian để mà tẩy giun sáng. Cho chó hay là cho người ngày xưa cũng như vậy. Bởi vì ngày xưa mà không có thuốc Tây thì chúng ta đều dùng các cái ở quanh vườn nhà chúng ta để chúng ta tẩy giun. Tất nhiên là cái câu chuyện nó lằng nhằng hơn và nó mệt hơn. Hôm nay chia sẻ về cái phun, về cái tẩy giun cho con chó. Từ cái giai đoạn con chó 2 tháng đến 12 tháng và đến cả con chó trưởng thành cho mọi người. Sẽ có rất nhiều chỗ có những cái chia sẻ khác nhau. Nhưng mà đó mọi người lựa chọn, mọi người xem những cái chỗ nào là những cái chỗ cái người nuôi chó thực tế. Và mọi người nhìn ở cái thực tế cái mà mọi người làm cho con chó của mình và nhìn ở trên cái sức khỏe của con chó của mình nữa. Thì mọi người sẽ lựa chọn cái cách nào mà nó phù hợp với mình. Còn mình thì mình có một cái mình rất là thích tìm hiểu về các cái cách dân gian của Việt Nam mình. Bởi vì Việt Nam mình nó về các cái cây lá này kia là nó có rất nhiều thứ mà nó có thể nói là cái giá trị của nó là giá trị các cụ để lại. Những cái tri thức là nó rất là quý. Thành ra là nếu mà trong các bạn xem mà có ai có những cái cách nào mà trị giun sán cho chó, mèo, dân gian bằng các cái cây lá hay là các cái bài thuốc dân gian của chúng ta mà nó hiệu quả và mọi người đã làm thực tế thì mọi người cũng chia sẻ nhá. Chia sẻ nếu mà bởi vì nhà mình rất nhiều chó, có thể mình sẽ thử luôn ở trên những cái con chó của mình xem nếu nó hiệu quả thì mình cũng lại chia sẻ lại cho mọi người. Để chúng ta có thể có những cái cách mà nhiều khi là chúng ta nuôi chó ở những cái vùng mà nông thôn mà nó không có những cái khu vực thú y này kia, thì để chúng ta mua sản phẩm này kia nó cũng rất là bất tiện. Chưa nói là về cái vấn đề chi phí nữa. Thì những cái mà ở trong vườn của nhà chúng ta có những cái loại cây, loại lá hay loại củ gì đó mà nó giải quyết được với cái tiêu chí nó hiệu quả, nó an toàn và nó dễ kiếm thì chúng ta cũng chia sẻ nhá. Siro đứng lên chào mọi người đi. Siro. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hy vọng là cái video này nó sẽ hữu ích cho mọi người. Và mọi người nhớ like, chia sẻ video và bình luận để giao lưu cũng như là khích lệ. Mình sẽ ra nhiều video tiếp theo nhá. Ai mà có các câu hỏi gì liên quan đến chăm chó nói chung và cái giống Rottweiler nói riêng thì mọi người cũng bình luận ở dưới các video. Thì cái vấn đề nào mà nhiều người quan tâm thì mình sẽ chia sẻ qua video với mọi người. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.